Tiểu sử Đức cha Giuse Vũ Công Viện. Đức cha Giuse Vũ Công Viện, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1973, ngài là một giám mục tân cử của Giáo hội Công giáo Roma tại Việt Nam. Ngài hiện là tân giám mục phụ tá Hà Nội, giám mục hiệu tòa Jama Major kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2024. Sinh năm 1973 tại Hà Nội, cậu bé Vũ Công Viện trở thành ứng sinh linh mục Tổng giáo phận Hà Nội vào năm 1990. Sau 10 năm, cậu được nhập học Đại chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội năm 2000 và được thụ phong phó tế và linh mục lần lượt vào tháng 5 và tháng 12 năm 2007. Thời kỳ linh mục, linh mục Giuse Vũ Công Viện đảm nhận các vai trò phó sứ An Lộc, thường trực Bình Cách trước khi du học Philippines và Canada, tốt nghiệp văn bằng thạc sĩ giáo luật. Trở về Việt Nam, ngài giữ chức đại diện tư pháp từ năm 2014 cho đến khi được chọn là giám mục, trong khi kiêm nhiều chức vụ khác trong thời gian ngắn như phó văn phòng tòa tổng giám mục Hà Nội, chính sứ Nam Dư và sứ Kẻ Sét, phó tổng thư ký ban soạn thảo công nghị tổng giáo phận Hà Nội. Ngài cũng hiện là giám học Đại chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội từ năm 2022, kiêm chức phó chánh văn phòng tiếp nhận trình báo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương từ tháng 1 năm 2024. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm linh mục Vũ Công Viện làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, là giám mục phụ tá thứ tư trong suốt lịch sử Tổng giáo phận Hà Nội. Kể từ thời thiết lập địa phận vào năm 1659 cũng như từ khi Hà Nội là tổng giáo phận trong hệ thống tổ chức của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.